cháu đâu. Tiếp cận chưa? Cái gói này nhá, thì cho mỗi ngày 2 mê, nếu mình không dùng 2 mê này á, thì mai chỉ được 2 mê thôi. Đấy, vâng. Tang đền Hùng mệt lắm không leo được.
thế vô địch, xuyên suốt chiều dài lịch sử của cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, quê hương Phú Thọ đã hiến dâng biết bao người con ưu tú, những chiến sĩ quả cảm quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Thảo khi ấy được nhắc đến nhiều lần qua ca khúc có tuổi tán giỏi mạnh mẽ, những lời ca rục rạc trong bài hát Hành Quân và Đất Tổ sáng tác nhạc sĩ An Thuyên là người bật sức mạnh ý chí quật cường của quân đội ta, lập nên những chiến công muôn đời tươi sáng mãi. Kính mời quý vị lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của Tốc Ba Nam, Tốc Bố Phụ Hoạn. Bye.
thưa quý vị, hát xoan Phú Thọ là loại hình dân ca nghi lễ thường được hát vào mùa xuân ở cửa đình, còn gọi là khúc môn đình. Hát xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là điểm nhấn văn hóa quan trọng trong đời sống tinh thần của cư dân vùng đất tổ vua Hùng. Trận hát thứ ba của hát xoan là trận hát hội mang tính chất giao duyên tình tứ của các trai làng sở tại với các cô gái đào xoan. Từ sáng sớm, các trai làng đã ra bờ sông đón đào, thuyền cập bến, tiếng chốc khách rộn ràng, tiếng hát giao duyên tình tứ của các chàng trai cô gái trong trèo trên bến sông. Đi đâu từ sớm đến giờ, để cho anh đợi, anh chờ, anh mong. Tôn Đăng Lứ chỉ diễn với hát đó là lối hát chống quân hay còn gọi là hát đón đào. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.